em với con Bo quay lại. Em quay lại xong quẹo vô đèo Cù Mông. Ừ. Cái em chạy cỡ 100 m. Em dòm lại không thấy con Bo. Ừ. Bắt đầu ham cái chạy lên trên đó một mình. Ừ. Thì đèo Cù Mông á thì chạy từ ngoài Bắc vô là mới lên là sẽ có một cái bàn thờ. Ừ. Bự lắm, 10 mấy mét rồi. Thì trong đó là thắp nhang rất là nhiều. Thua rồi. Đi đường dài mà gặp mưa kiểu này là thua rồi anh em ơi. Nó không có được thoải mái cho lắm đâu. Đi đường dài mà mình đi được vào những ngày trời đẹp á, nó sướng lắm. Còn cái này là mưa từ trên Đà Nẵng xuống tới đây luôn. Còn mấy chục cây nữa là tới Quảng Ngãi mà mưa không ngớt. Lúc nãy đổ xăng là mình cứ tưởng là hết mưa rồi. Xuống dưới này mưa tầm tã luôn. Bây giờ là 4 giờ mấy rồi. Cảm giác khi mà chạy trong mưa anh em, mà đội cái full face á, thì cái tầm nhìn mình nó hạn chế cực kỳ luôn. Mình phải tìm những khe hở nước để mà nhìn thấy được đường phía trước. Đó, mắt anh em nào mà hơi yếu thì mình nghĩ khó chạy lắm á. Mình chạy bằng cảm tính của mình anh em. Đôi lúc mình không có thấy đường luôn mà mình vẫn chạy. Đó, hết chịu nổi là mình mở kính ra. Ông nội ơi, mưa lớn quá. Đóng lại. Xe anh Thiện bị hộp luôn hả? Tự nhiên không biết, đang chạy tắt máy mà. Sao nó nổ bạch. Bạch bạch là nước vô á. Ừ. Ướt cái ấy nó như xăng nó nổ giống như em. Nãy tự nhiên đề hết lên. Mưa tan nát hết anh em ơi. Má đi kiểu này mệt thiệt. Nó mưa mấy trăm cây luôn mà. Giờ cố gắng chạy về thành phố Tuy Hòa. Anh em mình thuê khách sạn ngủ lại. Bởi vì rồi đối với một chiếc xe Zin á thì anh em đi đâu cũng được, không có lo lắng gì hết, giữ sức chạy thôi, cứ chạy và chạy thôi, chạy không lẹ nhưng mà chạy hoài. Còn xe độ là vậy nè. Sao rồi? Lúp rồi hả gì? Hả? Nó bị sao? Nó bị ướt. Lại kia kìa. Hả? Đó, lại đó sáng sáng. Chứ giờ em lại đứng đây. Chạy được không? Trời này mà đẩy nguy hiểm lắm anh em. Má trời này mà đẩy nữa mệt lắm. Giờ sao? Chạy hết được phải không? Hết được thì đẩy. Hồi nãy giờ ngồi ở cây xăng, trước đó là chạy được. Vô cây xăng ngồi ra chạy hết được luôn. Nói chung á là phải cho nó khô một xíu. Cho nó khô xíu hả? Để trong nước lâu á.
Nè, cho anh em xem nè, lọc trụ nè, nằm ở ngoài luôn, bao nhiêu nước là nó vô hết trơn đó. Bơm nước điện nè. Cái vụ két nước hôm qua hôm kia là khắc phục được rồi nha anh em. Nó bị xì cái két à. Hả? Nói chung là mấy cái bình vặt. Ờ à. Tình hình vẫn ổn anh em ơi. Xe của con cu bo đã chạy được rồi nha. Chạy 6-70 được rồi. Từ từ về nó từ thôi. Kiểu nó đi nó lạnh quá. Nó chịu không nổi, nó lúp đó. Nó lúp tạm thời á. Thì mình cũng vậy thôi. Mình đi mà lạnh quá sức chịu đựng của con người thì mình sẽ xỉu. Thì chiếc xe nó cũng vậy. Anh em nào mà đi xe độ á, trước khi đi tour hay này kia là mình phải kiểm tra cái xe mình kỹ lưỡng. Thường cá nhân mình á, trước khi mà đi một cái tour dài dài á, là mình thường xách cái xe đó mình đi mấy cái tour nhỏ nhỏ để mà xem cái xe mình nó có trục trặc gì không, mình biết đường mà mình sửa. Mới làm máy xong hay là mới chỉnh sửa này kia xong mà xách đi Đà Nẵng hay là đi mấy cái cung xa xa là xác định ăn hành nha anh em, kiểu vậy. Xe mình lúc chiều là nó cũng tắt máy tạm thời nè, nhưng mà một chút xíu là nổ lên được. Mình cứ tưởng là cái xe mình nó cũng lúp bê, kiểu trời lạnh quá cái xe mình nó dở trứng thôi chứ không gì. Rồi ổn định nha, giờ anh em mình chạy tèn, không biết là mấy giờ tới nơi, tới đâu tính tới đó anh em ơi. Mình cứ từ từ thôi, cuộc sống này có ngày có đêm thì đêm mình vẫn chạy như ngày thôi. Hy vọng là không có mấy anh nha, mấy anh lụm vô là mệt nha. Giờ xe cũng đâu chạy được đâu, gặp mấy anh là cũng chạy từ từ qua luôn. Công nhận ổng mưa kinh khủng, mưa từ trên đèo Hải Vân về tới đây vẫn còn mưa. Mình dự tính bao nhiêu là nó ngược lại bấy nhiêu luôn anh em. Sài Gòn Đà Nẵng đi vài ngày thì cái hôm mình đi á là chưa có mưa, dự báo thời tiết là chưa mưa, nhưng mà hai hôm sau là bắt đầu dự báo thời tiết trời mưa, nhưng mà để là 50% có mưa chính xác luôn. Mấy ngày sau là mưa tầm tã. Anh em sẽ hỏi cái tour này mình đi có vui hay không á, thì tour này đi rất là khỏe và rất là vui anh em. Anh em chơi rất là vui, quay được nhiều thứ cho anh em xem nữa. Nhưng mà đường về thì không có vui tí nào, đường về khá là cực. Đường về cực. Khi đi thì đẹp trai lắm, khi về thì dơ hầy. Mình mẩy như chuột lột. Mình cũng không có chuẩn bị kỹ trong cái tour này. Chuẩn bị không có kỹ. Nếu mà lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 mình đi Đà Nẵng tiếp theo á thì mọi thứ nó sẽ chỉnh chu hơn là lần này. Mình lường trước được như nào. Đúng không? Nếu mà xe của mình đi lọc trụ anh em thì tốt nhất là mình nên gắn dàn áo đầy đủ lại để cho nó che bớt mấy cái nước mưa khi mà đi gặp mưa như thế này ha. Mình đi mấy chục cây số chả sao, đi vòng vòng thành phố chả sao, nhưng khi lên một cái tour là mình biết được cái xe mình nó bị cái gì liền. Bao nhiêu cái lỗi trên cái xe mình thì nó sẽ hiện ra cho mình biết trên một cái tour dài. Xe mình hiện tại vẫn ok nha anh em đó. Xe mình á, là mình cũng đi lọc trụ. Lọc trụ của mình á, là mình tháo học mình gắn ở trong luôn, nhưng mà không thành vấn đề. Bình thường, không sao hết, chạy bình thường đó. Còn xe của cu bo á, là lọc trụ nó cắt ra, nó hở cái phần bình xăng và lọc trụ ra. Thì lúc nãy hai anh em bơm trong mưa á, mà mưa lớn, cũng không có để ý. Tới lúc ghé lại đổ xăng xong ra thì đạp máy hết lên, nổ máy hết lên. Thì đó, lý do ở đây á, là do bình xăng, cái bình xăng con và cái lọc trụ nha anh em.
bạn này á là có cái tính vô tư, nó là nó vô tư trong tất cả mọi chuyện anh em, chuyện gì nó cũng vô tư lắm, nó sống vô tư lắm. Anh em mà bị hư xe lo lắng này kia ha, nó không, hư xe lại ngồi nó cười, vừa sửa nó vừa cười á, kiểu vậy. Đi đâu rủ nó cũng đi, mang đôi dép thôi là đi, mang đôi dép bỏ mấy bộ đồ vô là đi, không có chuẩn bị cái gì hết á. Ngay cả bộ áo mưa nó đang mặc á, mình cũng kêu nó mua ngay chợ, ghé mua giùm nó một bộ đó. Nó sống kiểu vô tư anh em, không có lo lắng gì hết. Trời ơi, nãy giờ xe không bị hư là hai anh em về tới Quy Nhơn rồi á. Bây giờ là 6 giờ mấy anh em. Hiện tại là anh em mình vừa ra khỏi Quảng Ngãi à, còn rất là xa. Đường về nhà còn rất là xa bo ơi. Không sao anh em, để mình trải nghiệm luôn, trải nghiệm ban đêm ở ngoài lộ nó có những gì. Thì hiện tại là có nước nè, có xe container nè, có thằng bo nè, có chiếc xe của nó nè, có mình nè. Phê phê phê. Bù, à tôi thui. Đoạn này không có đèn anh em, xe nó chiếu vô mặt không thấy gì luôn, không thấy đường luôn. Wow. Mình nói thiệt luôn, chạy xe ban đêm nó đã khó rồi anh em. Chạy xe ban đêm đã khó rồi mà cái này kính mình bị khuất tầm nhìn bởi nước nữa. Bong bóng nước nó đọng lên kính của mình á, không thấy đường luôn. Gặp đèn á, đèn xe tải nó chiếu vô mặt là không thấy cái gì luôn. Đây là một thử thách. Wow, wow. Ổ gà, ổ gà. À, mấy cái ổ gà. Hai anh em rớt ổ gà luôn. Có sao không? Đù, ướt chân. Không sao, không sao, không sao. Quá căng vãi. À, tôi thua luôn rồi. À, đói hả? Tối quá, tối quá. Nước nó che kính không thấy đường. Giờ mở kính lên thì chút xíu nữa là cái nón mình nó ướt nhẹp luôn. Mở kính lên thì thấy đường anh em. Mở kính lên thì đỡ bị chói hơn là đóng kính lại. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời mình dầm mưa kiểu này luôn á. Thứ gì chịu nổi. Đó, đó, xe nó chiếu vô mặt là không thấy cái gì luôn. Không thấy cái gì luôn. Mình mà không có cây đèn chợ sáng này chắc là mình không chạy được luôn quá. Nè, đây là cái mạch tăng sáng của mình nè. Mạch tăng sáng của mình là dường như mình bật pha, bật đèn lên luôn á. Nó được cỡ này ha. Còn bật cái haza này chi, để cho người ta thấy mình đường tối quá, để cho mấy cái xe lớn nó thấy mình từ xa á. À,
phà đúng ác luôn. Mình nói thiệt luôn, đi đêm về nè mà gặp cái ổ gà là xác định luôn anh em. Nếu mà trời không mưa mình nhìn thấy, nhưng mà trời mưa á, cái kính của mình nhìn thấy đâu rõ đâu. Bụi bẩn nó bay lên, nó bám lên. Lạnh quá anh em ơi. Mấy anh em mình vừa mới đổ ra khỏi đèo Cù Mông để chút xíu về kể anh em nghe, để sáng kể, giờ không dám kể. Lạnh quá. Tầm khoảng 50 cây nữa tới hả? Về khu vực dưới này lạnh lắm, mưa thì đã tạnh lúc nãy rồi. Về tới Quy Nhơn thì mới hết mưa, cũng còn mưa lâm râm nhưng mà không đáng kể, đỡ hơn khúc trên mưa tầm tã luôn. Bây giờ anh em mình chạy về phòng ngủ một giấc, nói chung là ngủ không được giấc đâu, ngủ vài tiếng là dậy đi tiếp rồi. Hiện tại mình đang rất là nhớ nhà. Về nhà ăn Tết thôi anh em ơi. Lúc nãy trong đèo là mình với con bo tự nhiên đua luôn. Sợ quá đua luôn. Vãi thiệt. Tự nhiên ở ngoài không có sương, vô trong đèo có con dũng sương mù anh em, có con đốm sương mù. Lúc đó thì camera mình không có quay được do hết pin rồi, thì mới ngừng lại ngay cây xăng mình gắn pin vô. Ghê quá, nổi da gà. Hả, vụ gì? Hồi nãy là anh chạy vô cái hầm Cù Mông đúng không? Đúng rồi, đèo Cù Mông. Xong cái em mừng sau em quay lại, em với con bo quay lại. Em quay lại xong quẹo vô đèo Cù Mông. Ừ. Cái em chạy cỡ 100m em dòm lại không thấy con bo. Ừ. Bắt đầu ham cái chạy lên trên đó của mình. Ừ. Thì đèo Cù Mông á thì chạy từ ngoài Bắc vô là mới lên là sẽ có một cái bàn thờ. Ừ. Bự lắm, mười mấy mét rồi. Trong đó là thắp nhang rất là nhiều. Mà tự nhiên hồi nãy em đi vừa vô thôi. Vừa vô. Em nhìn nửa mắt bên đây là em thấy bên đó là nguyên bộ đồ màu trắng luôn, là không có cái đầu. Mà treo ở đâu? Treo ngay cái khúc bàn thờ đó luôn. Ngay khúc bàn thờ có bộ đồ màu trắng. Mà cái chỗ đó sáng hay tối? Cái chỗ đó là sáng là do cái đèn xe em rọi vô. À.
đó là nó sáng cái bộ đồ màu trắng nó lên, thì em nghĩ trong đầu là chắc ai giỡn đó, nên là em nhìn thẳng em đi tiếp. Em đi tiếp lên tới khúc trên là anh chạy lên, ngay khúc sương mù á, em mới hỏi anh là thấy không á. Ừ, mình cố mình không nhìn nhưng mà không biết sao nó bắt mình nhìn nửa mắt qua bên đó mình thấy. À, mình nhìn thẳng qua đây cái mình chạy tiếp không có động, tức là từ đây trở xuống y như cái áo dài học sinh á. À rồi biết rồi, anh hiểu không? Wow, thì lúc đó em nó chỉ mờ mờ ảo ảo thôi. Ừ, không có nhìn chực gì, em không dám nhìn chực gì. Thì sau cái pha đó bắt đầu mình vô cái đám sương mù thì mình với thằng Bo sợ quá, hai thằng đua nhau để chạy trước. Cái tâm lý của mình á, khi mà vô một cái đèo ban đêm khuya thì mình xác định là mình sợ ma đó cho nên là mình không có nhìn đi đâu hết. Ừ, mà chỉ có ba thằng chạy từ Đà Nẵng về đây, không có ai chạy. Đúng rồi, không có ai luôn. Nói chung là đi an toàn nha anh em. Lúc 3 giờ sáng đi an toàn, mới 12 giờ là đúng như lệnh tinh. Ừ, nói chung là đi an toàn vậy là vui rồi, không có anh em nào gặp sự cố gì hết. Chỉ có mấy cái lỗi vặt trên chiếc xe này, nhưng mà khắc phục xong hết rồi. Đó là do nước mưa quá cho nên là cái xe này nó bị bục. Coi là bây giờ vài bữa mà anh em mà có đi ngang cái đèo Cù Mông á, ừ, thì chỗ đó là cái bàn thờ rất là bự, thì anh em để ý là coi thử có cái bộ quần áo nào ở đó không. Ừ, nếu như mà không có là em thấy thiệt, còn nếu đúng như rồi, có là đúng như dự đoán em, mà có ai treo cái quần áo hù chơi vui. Còn nếu anh em chạy ngang qua đó mà không có cái bộ quần áo trắng ngay chỗ cái bàn thờ đó là mình thấy không, mình nghĩ là cái clip này lên á, nhiều anh em ở khu vực đó xem và người ta sẽ comment, người ta sẽ biết chỗ đó như thế nào. Thì quá tối đẹp. Đối với quá mình tối. Á, đối với mình á, mà vô tình một bạn nào đó thấy được cái này cái kia ban đêm á, nó là chuyện bình thường thôi. Tại vì chuyện tâm linh là luôn luôn có mà, luôn hiện hữu song song với mình mà. Rồi thôi, chuẩn bị đi vô phòng nghỉ ngơi. Đây là một cái nhật ký hành trình, đúng nghĩa một cái nhật ký hành trình luôn anh em. Thì thường video của mình á, là mình quay nhật ký hành trình, có nghĩa là hành trình từ nhà mình tới nơi, ở đó đi về. Thường là mình quay những clip như vậy. Nãy giờ anh em chạy chậm rì à, chạy tèn tèn cho nên là chưa có tới. Đây có giao thông nha anh em. Đây là cái chốt. Tai nạn hả gì vậy ta? Chốt. Tội nghiệp mấy anh quá à, tối thui à, trời mưa nữa mà mấy anh trực đêm. Anh em mình đã tới Dốc Dài. Dự kiến là 12 giờ tới, bây giờ 1 giờ khuya rồi. Để vô phòng ngủ được mấy tiếng, chắc là 7-8 giờ khởi hành. Chủ yếu là mình ngã lưng xíu anh em. Đối với mình á, nếu mà ngủ khách sạn thì mình cần một cái khách sạn nào đó nó ok xíu, sạch sẽ. Chỗ này được nè.